Pep Guardiola luôn bị coi là huấn luyện viên overthinking trước những trận đấu lớn. Chính bản thân Pep cũng hơn một lần thừa nhận điều này. Không phải lúc nào việc nghĩ quá nhiều của Pep cũng mang về kết quả tốt. Trận chung kết Champions League thất bại trước Chelsea 2 năm trước là một ví dụ. 45 phút đầu trước Inter ở trận chiến tại Istanbul mới đây, khi Pep áp dụng kết cấu hàng tiền vệ kim cương với sơ đồ 3-1-3-2-1 là một ví dụ khác. Nhưng sau tất cả, có một sự thật mà chúng ta phải thừa nhận. Khả năng ảnh hưởng đến đội bóng của Pep thông qua các ý tưởng và quyết định chiến thuật táo bạo là một phần quan trọng khiến ông trở thành huấn luyện viên đặc biệt nhất trong kỷ nguyên bóng đá đương đại. Vai trò Hybert, trung vệ tiền vệ mà John Stones đảm nhiệm trong hệ thống của Man City Pep tính từ cuối tháng Giêng, không nghi ngờ gì nữa, chính là phát kiến thành công mới nhất của chiến lược gia thiên tài người Tây Ban Nha. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu nhất có thể về những giá trị quan trọng mà Stones, trung vệ tiền vệ 2-1 trong chiến tích ăn 3 vĩ đại của The Citizen nhé. Mùa này không phải là lần đầu tiên John Stones đá tiền vệ cho Man City. Cách đây khoảng 4 năm rưỡi, trong trận thua sốc 2-3 trước Crystal Palace trên sân nhà ngay trước thềm Giáng sinh 2018, John đá đã được Pep Guardiola sử dụng ở tuyến giữa rồi. Có một câu chuyện liên quan đến sự kiện Stones lần đầu đá tiền vệ hồi ấy được ký giả Sam Lee tiết lộ thế này. Sau trận thua Palace 2-1, Guardiola đã mời một người bạn thân tới nhà chơi và hỏi bạn mình rằng: "Cậu nghĩ gì về màn trình diễn của Stones tiền vệ?" Người bạn của Pep như thế chạm đúng mạch, đã đưa ra hàng loạt chỉ dẫn rất sắc sảo như sau: Stones gặp vấn đề về việc định vị vị trí và kiểm soát không gian khi đá tiền vệ. Tư thế cơ thể của Stones khi nhận bóng và di chuyển không bóng, nhiều thời điểm không phù hợp khiến anh không có được sự chủ động cao nhất để đưa ra quyết định tiếp theo. Pep hoàn toàn tán thành với phân tích này của bạn và ông ngay lập tức nối điện thoại để người bạn này nói chuyện trực tiếp với Stones. 4 năm sau, Stones tiền vệ là một phiên bản hoàn toàn khác. Thậm chí việc Pep đẩy Stones lên tuyến giữa khi Man City ở trạng thái kiểm soát bóng và triển khai tấn công được xem như chìa khóa để giúp cho The Citizen chinh phục cú ăn 3 vĩ đại. Trong giai đoạn đầu tiên Pep sử dụng Stones trong vai trò Hybert trung vệ tiền vệ, ông thực sự đã làm khó hàng loạt các trang thống kê bóng đá bởi họ không chắc chắn Man City đá với sơ đồ nào, 4-3-3 hay 3-2-4-1. Lý do chính là bởi vị trí và vai trò của Stones. Anh là một trung vệ hay anh là một tiền vệ giữa? Tất nhiên, xem nhiều và xem kỹ các trận đấu của Man City từ cuối tháng Giêng, chúng ta sẽ nắm bắt được cụ thể các ý sau. Khi Man City có bóng và bắt đầu thực hiện quá trình build up từ hậu tuyến, Stones là một trung vệ kiểu như thế này. Khi Man City triển khai bóng qua khu vực 1/3 giữa sân và tiến sang phần sân đối phương, Stones là một phần của hàng tiền vệ. Anh có thể là một tiền vệ trung tâm thứ hai bên cạnh Rodri, hoặc thậm chí tiến cao hơn vào 1/3 cuối sân như hình ảnh sau đây. Và tất nhiên, khi Man City mất quyền kiểm soát bóng, Stones sẽ nhanh chóng tái lập vai trò trung vệ trong kết cấu 4-4-2 ở bồn của đội nhà. Thực ra trước Stones, Pep đã từng hơn một lần sử dụng một cầu thủ đảm nhiệm vai trò kép tiền vệ trung vệ rồi. Trong trận El Clasico trên sân của Real Madrid mùa giải 2011-2012 là một ví dụ. Barcelona của Pep xuất phát với sơ đồ 3-4-3, nhưng khi ở trạng thái không bóng, họ chuyển sang kết cấu 4-4-2 với Sergio Busquets từ tiền vệ trở thành một trung vệ. Ý tưởng của Pep khi sử dụng Busquets trong vai trò đặc biệt này là để giải quyết cùng lúc hai vấn đề. Có thêm một trung vệ bonus để hạn chế mối đe dọa phản công của Real Madrid thời Jose Mourinho. Khi có bóng, với Busquets nắm giữ trục dọc ở trung tâm trong giai đoạn build up đầu tiên, Barcelona sẽ có một cầu thủ để nhử mũi pressing Mesut Ozil và mở ra khoảng trống cho Xavi dâng cao hơn. Sự khác biệt lớn nhất giữa Busquets, Barca Pep 2012 và Stones, Man City Pep hiện tại chính là vai trò đảo ngược giữa họ. Busquets từ một tiền vệ trở thành một trung vệ, còn Stones từ một trung vệ tiến lên hàng tiền vệ. Mùa này bạn chỉ cần là một fan bóng đá có não, bạn sẽ nhận thấy một xu hướng quan trọng ở các đội bóng thuộc đẳng cấp elite. Đó là nhóm này luôn hướng tới việc tạo ra thế vượt trội về nhân sự ở tuyến giữa để từ đó kiểm soát bóng và triển khai tấn công tốt hơn. Việc Pep sử dụng Stones như một tiền vệ lai trong mô hình 3-2-4-1 thực ra cũng chính là nhằm mục đích đó. Cụ thể hơn nữa là cố gắng đưa ra khu vực giữa sân và 1/3 sân cuối một cầu thủ tự do. Hầu hết các đội áp dụng mô hình 3-2-4-1 on ball đều sử dụng một hoặc thậm chí là hai hậu vệ cánh trong vai trò inverted fullback di chuyển vào giữa sân trở thành một tiền vệ trung tâm bonus như Arsenal với Zinchenko và chính Man City Pep với João Cancelo trước đây. Rất rõ ràng, nếu các hậu vệ biên ảo đã đủ khiến đối phương bối rối trong việc kèm người, kiểm soát không gian hay phân chia trách nhiệm phòng ngự, thì một inverted central back với khả năng giữ bóng, kéo bóng, chuyền bóng xuất sắc, di chuyển và lựa chọn vị trí cực kỳ thông minh như Stones sẽ tạo ra một bài toán khó hơn gấp bội. Cái này thì rất dễ hiểu. Một trung vệ khi tiến lên hàng tiền vệ, thậm chí thường xuyên hiện diện ở 1/3 cuối sân, luôn sở hữu lợi thế đặc biệt.
đó là anh ta hiếm khi bị cầu thủ đối phương theo sát. Hệ quả là Man City luôn chiếm ưu thế về quân số trong hầu như mọi tình huống triển khai bóng của họ. Như hình ảnh dưới đây, trong trận bán kết lượt đi Champions League mùa này giữa Real Madrid và Man City, chúng ta có thể thấy đội bóng của Ancelotti chủ trương thực hiện chiến thuật pressing 1-1 với cặp trung vệ theo sát trung phong Hà Lan. Hai hậu vệ biên đánh dấu cặp tiền vệ cánh của Man City. Các tiền đạo cánh gây áp lực với các trung vệ lệch dâng cao phía The Citizen. Trong khi ở tuyến giữa, bộ ba Modric, Kroos, Van Verde cũng cố gắng hạn chế không gian của Rodri, Gundogan và De Bruyne. Tuy nhiên, sự hiện diện của Stones ở tuyến giữa và trong nửa phần sân Real Madrid đã tạo ra sự khác biệt. Khi Stones có bóng, nhấn lên phía trước, hệ thống 1-1 của Real Madrid không còn chuẩn chỉ được nữa. Một tiền vệ áo trắng buộc phải rời vị trí để tiến đến phía Stones. Và điều này đồng nghĩa với việc một trong số các tiền vệ của Man City, Rodri, Gundo hay Kevin De Bruyne sẽ được tự do. Ở hình trên, Modric buộc phải gây áp lực với Stones. Cái bẫy đã sập, Stones phối hợp với Rodri và sau đó cầu thủ người Anh nhận lại bóng và có pha tịnh tiến bóng thành công vào vòng 16m50 của Real Madrid. Ngay cả khi Stones không có bóng trong chân, thì sự hiện diện của anh ở khu vực giữa sân cũng đem lại giá trị cao. Cụ thể là tạo ra khoảng trống cho ít nhất một tiền vệ khác của đội để anh ta có thể nhận bóng dễ dàng ở vị trí tốt. Như hình ảnh này ở trận Man City thắng Liverpool 4-1 đầu tháng 4. Tất nhiên, những gì Stones làm được với việc tiến lên tuyến giữa khi đội nhà ở trạng thái kiểm soát bóng, các hậu vệ biên ảo cũng làm được. Thứ làm nên khác biệt quan trọng nhất giữa Stones trung vệ tiền vệ 2-1 với các inverted fullback chính là đóng góp của anh trong phòng ngự, đặc biệt là khâu chống phản công. Vào thời điểm Man City mất quyền kiểm soát bóng, họ có 3 trung vệ và ít nhất một trong hai người, hoặc Stones, hoặc Rodri, hoặc cả hai ở phía sau bóng và sẵn sàng dập tắt bất kỳ pha phản công tiềm ẩn nào. Thêm vào đó, Man City mất bóng, Stones ngay lập tức chạy nước rút để rút lui và tham gia tuyến sau với vai trò trung vệ. Vị trí xuất phát của Stones sâu vào trung tâm, đảm bảo rằng anh ấy sẽ lùi về kịp thời để tạo thành hàng phòng ngự gồm 4 trung vệ và ngăn chặn một cách toàn diện một pha phản công. Điều này trả lời một câu hỏi khác, tại sao lại cứ sử dụng Stones như một trung vệ lai thay vì sử dụng anh như một hậu vệ cánh biên ảo như Guardiola đã từng làm trong quá khứ? Đơn giản là Man City dễ dàng chuyển từ sơ đồ 3-2-4-1 sang 4-4-2 và ngược lại khi họ có và không bóng với Stones, thực hiện các chuyển động qua lại theo trục dọc. Quá rõ ràng, di chuyển theo trục dọc giữa hai vai trò trung vệ và tiền vệ sẽ nhanh hơn và chủ động hơn khi di chuyển theo đường chéo với các inverted fullback. Trong trận chung kết Champions League, Pep thậm chí còn sử dụng Stones như một số 8 hiện diện thường xuyên ở 1/3 cuối sân, chứ không phải là một số 6 bên cạnh Rodri. Phương án này theo Man City vô đối chúng tôi không được ổn cho lắm, khi Man City gặp vấn đề trong việc triển khai bóng bởi có quá ít cầu thủ ở giữa sân. Nhưng rất có thể đó chính là bước đầu tiên của một phát kiến thiên tài nữa từ một Pep không bao giờ ngừng suy nghĩ và sáng tạo. Video hôm nay xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh em The Citizen ở các chương trình tiếp theo.